Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, chắc có đôi lần anh chị em đã từng nghe qua bài hát Đồi Thông Hai Mộ của Lệ Quyên. Thì bài hát này rất là nổi tiếng, nó kể về một chuyện tình rất là đẹp, về tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai. Thì có dịp Quang Hải đã ghé đến Đồi Thông Hai Mộ. Ngày xưa Quang Hải nghe đến câu chuyện tình này cứ tưởng là nó chỉ là một tiểu thuyết hay là một thể loại văn tình yêu gì đó, không biết là nó có thật hay không. Thì Quang Hải đã cố tình đến đó để biết được cái câu chuyện này. Thì Quang Hải cũng muốn giới thiệu về cái chuyện tình nơi mà cô và anh chàng đó đang yên nghỉ. Chương trình Con Người và Cuộc Sống xin chia sẻ với quý vị một chuyện tình đẹp khác có thật tại Đà Lạt, đã ghi dấu ấn cho con người sống tại nơi đây, cũng như ai đã từng nghe ca khúc Đồi Thông Hai Mộ của Lệ Quyên, được cảm tác từ một chuyện tình ngang trái có thật. Kính thưa quý vị, Đồi Thông Hai Mộ là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 cây số về phía đông. Thắng cảnh Đồi Thông Hai Mộ nằm trên đồi cao giữa rừng thông bạt ngàn, không gian hoang vắng và tĩnh mịch. Tại đây có một bản tóm tắt câu chuyện tình Đồi Thông Hai Mộ được gắn trên một cây thông. Nội dung tóm tắt giống như những ghi chép trong cuốn sách Đà Lạt, Danh Thắng và Huyền Thoại của tác giả Trần Huy Hùng Cường. Theo đó, vào năm 1956, cậu sinh viên Vũ Minh Tâm, quê ở Vĩnh Long, Gò Công, học tại trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, nay là Học viện Lục quân Đà Lạt. Anh đã đem lòng yêu thương một thiếu nữ người địa phương tên là Lê Thị Thảo, giáo viên dạy văn trường Bùi Thị Xuân. Tâm và Thảo đã ước hẹn nên duyên vợ chồng, chờ ngày anh ra trường sẽ làm lễ cưới. Thế nhưng vì hoàn cảnh của Thảo khá khó khăn, cô vốn là trẻ mồ côi, được các sơ nhà thờ nuôi dạy từ nhỏ, còn Tâm lại là con trai độc nhất của một gia đình điền chủ giàu có ở Gò Công. Chính vì sự chênh lệch về giai cấp nên khi gia đình Tâm biết được chuyện của hai người liền ra sức ngăn cấm. Gia đình Tâm bắt anh phải về quê cưới một người con gái giàu sang mà họ đã chọn sẵn. Vì muốn tròn chữ hiếu, Tâm đành phải cưới một người mình không hề yêu thương. Khi biết tin anh Tâm về quê cưới vợ, Thảo quá đau khổ và tuyệt vọng. Một buổi chiều tháng 3 năm 1956, cô đã gieo mình xuống hồ than thở. Trước khi tự tử, Thảo đã để lại một bức thư xin được chôn ở đồi thông bên cạnh hồ than thở, nơi mà ngày xưa hai người từng hẹn hò. Khi Tâm quay trở lại Đà Lạt thì hay tin người mình yêu đã chết. Chàng đã rất đau khổ và hối hận. Khi mãn khóa, Tâm được điều về một đơn vị tác chiến, và chỉ vài tháng sau đó, trong một trận giao tranh, Tâm bị thương rất nặng, không thể cứu chữa được. Trước khi mất, anh nhờ bạn bè đưa thi thể về Đà Lạt chôn cạnh mồ của Thảo. Và tấm bia mộ của Tâm viết những dòng thơ trích trong cuốn nhật ký của anh. Nước biếc non xanh dù biến đổi, mối tình chung thủy Thảo trong tâm. Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt, đêm chưa về mà cỏ đã đầm sương. Cả núi rừng ngấn lệ tiếc thương cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành. Sau năm 1975, gia đình Tâm đã bốc mộ, đem di cốt của anh về Vĩnh Long ở Gò Công chôn cất. Tuy nhiên, cư dân Đà Lạt vẫn là một ngôi mộ gió ghi tên Vũ Minh Tâm, nằm cạnh mộ Lê Thị Thảo như cũ. Vào năm 1997, Ủy ban Nông dân thành phố Đà Lạt đã cấp giấy phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dương cải tạo lại khu vực hồ than thở và đồi thông hai mộ để khai thác du lịch. công ty này đã tiến hành sửa sang lại ngôi mộ cho cô giáo Lê Thị Thảo, đồng thời xây một ngôi mộ gió kế bên đề tên Vũ Minh Tâm để hoàn thành di nguyện cuối cùng của hai người.